lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành sự không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành sự không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, dự pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành sự không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, chư pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, chư pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, chư pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, chư pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, chư pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được Niết Bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được Niết Bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, giữ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được Niết Bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, trừ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, trừ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tỳ là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, trừ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân. Lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, tôn kính bậc đáng kính là phước đức lớn nhất. Sống trong môi trường tốt, được tạo tác nhân lành, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Được cung phụng mẹ cha, yêu thương gia đình mình, được hành nghề thích hợp là phước đức lớn nhất. Sống ngay thẳng bố thí, giúp quyến thuộc thân bằng, hành xử không tì vết là phước đức lớn nhất. Tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tinh cần làm việc lành là phước đức lớn nhất. Biết khiêm cung lễ độ, tri túc và biết ơn, không bỏ dịp học đạo là phước đức lớn nhất. Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất gia, trừ pháp đàm học hỏi là phước đức lớn nhất. Sống tinh cần tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu, thực chứng được niết bàn là phước đức lớn nhất. Chung đụng trong nhân gian, tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên là phước đức lớn nhất. Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh, phước đức của tự thân.